iv xin mến chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn ghé kênh Ivy Đoàn Cuộc Sống Mỹ Vlog iv vừa mới ngủ dậy, tắm rửa xong uh, Đang chờ ông xã chuẩn bị để hai vợ chồng đi ra ngoài có công chuyện á các bạn Hôm nay thì thời tiết uh, hơi uh, có mây uh, Không có nắng như ngày hôm qua Mây Và thờ nhiệt độ hôm nay là 44 độ F đó các bạn Hy vọng trời nó sẽ đẹp hơn một chút nữa Ivy sẽ đi chuẩn bị cà phê sáng, đồ ăn sáng Sau đó Ivy sẽ bật mí với cả nhà là hôm nay hai vợ chồng Ivy đi đâu ha Cảm ơn cả nhà rất là nhiều Cùng đón xem hai vợ chồng Ivy đi đâu nha Hẹn gặp lại cả nhà Cái mà ông sợ tắm lâu quá chờ Ngồi nãy giờ buồn ngủ quá các bạn ơi Sáng hôm nay là là phải dậy sớm nè Bởi vì mới uống cà phê thôi chưa ăn sáng Ngồi chờ nãy giờ Tắm lâu quá Vì dạng trước là bình thường thì có thể tắm lâu được Nhưng mà hôm nay là đi ra ngồi có công chuyện quan trọng Cho nên là tắm à, sơ sơ thôi Để cuối tuần tắm kỹ cũng được Mà tắm quá ở, ở, ở trong toilet nãy giờ là, là Là gần 30 phút rồi đó Chỉ còn 15 phút nữa mà không kịp nữa là là không biết sao luôn á Cuối cùng thì hai vợ chồng cũng đã lên xe và đi các bạn ơi Hôm nay trời hơi mù Hai bên đường là các bạn nhìn thấy hoa anh đào nó bắt đầu nó có Có búp rồi đó Đường trong này là cái đường vẫn còn trong cái Cái bãi đậu xe của căn hộ bây giờ là bắt đầu sẽ đi xuống dốc nè Cơ bầm bầm. À, mình hai vợ chồng sẽ rẽ trái, uh. signal light on. giờ sẽ rẽ trái và đứng đợi cho cái um, cái mũi tên này nó chuyển sang màu xanh. Đây là một trong những cái um, cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà chờ lâu. Khi mà muốn rẽ trái các bạn chờ lâu lắm luôn. Nếu mà có bị miss cái đèn cái đèn xanh một lần á là chờ ít nhất cũng một tới 2 phút để mà cái, cái 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 mũi tên nó chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Giờ hai vợ chồng đang ngồi chờ cái chỗ mà hai vợ chồng đi nó cũng không có xa lắm nhưng mà cẩn lái xe tại vì cái chân của Ivy đây là xe của iv ok giờ đèn xanh rồi hai vợ chồng sẽ rẽ, rẽ trái ra đường lớn đi một đoạn hai bên đường thì cây cối cũng khá là nhiều mọi người thấy cái cây thông không nó xanh xanh mướt luôn ha trời thì hơi mù một tí nhưng mà không sao Well Fargo nè, Mock Pizza ở phía bên uh, tay uh, phải, giờ sẽ rẽ phải vô nè. Safeway ở đằng trước đó, các bạn. Safeway, Right at, rồi Starbird nó nằm trong một cái khu vậy đó. Ok, tăng tăng tăng, đi tiếp theo. Chứ lúc này ông xã ổng, Ông rẽ nhanh, mình sẵn hồn luôn. Thường thì ổng chạy thẳng, Bữa nay ổng lại rẽ phải là mình sẵn hồn. Bất ngờ á lại xe của mình nó nhỏ lúc mà rẻ mình cảm giác như là cả cái 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 người mình nó nghiêng theo cái xe ok phía bên tay phải của mình mọi người thấy cái cái cửa hiệu màu màu hồng đậm không nó bắt đầu nó mở Safeway, Subway Ok, giờ sẽ Cái xe đó nó Nó rẻ mà nó đậu sát Giờ sẽ rẽ phải. Đây là cái chỗ mà hai vợ chồng sẽ tới ngân hàng BECU. Đang tìm chỗ để đậu xe. Ông xã chạy tới. Nghĩ rằng đậu xe ở đó nó không có an toàn. Với lại không có gần cho vì đi vô á, cho nên à, lùi xe lại lùi xe lại đậu ngay trước cái cổng. tăng 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 gần xong rồi đậu xe thôi nào chào các bạn nha IV với lại uh, chồng uh, ông xã iv đã về nhà rồi thì đây là những cái giấy tờ mà hôm nay hai vợ chồng đi gặp bên ngân hàng uh, đó các bạn thì uh, cái uh, cái giấy tờ này thì nó sẽ cho hai vợ chồng những cái thông số những con số về cái số tiền mà hai vợ chồng cần phải có sẵn à, rồi ngân hàng sẽ cho mượn bao nhiêu rồi mỗi tháng hai vợ chồng phải đóng bao nhiêu nhiều ghê luôn á các bạn nè mỗi tháng là phải tốn ít nhất là 3 ngàn để trả tiền tiền nhà nếu mà mua nhà và giá nhà ở bên này giờ càng ngày nó càng lên thì um, cái số tiền cái tiền um, cái nhà mà mình mua là chừng này hả, chỉ là ước tính thôi đó. 450.000 đô la. Đó, à, mỗi tháng là phải trả 2834. Đó là chỉ um, dự đoán thôi nhiều lúc còn có nhiều chi phí gia tăng nữa à, rồi sau khi mua nhà là phải mua sắm những cái vật dụng đồ đạc trong nhà nói chung là rất là nhiều thứ luôn đó các bạn thì cái cô bên ngân hàng á cổ in cái tờ giấy này ra cổ sẽ cho biết rằng là 30 năm 20 năm 15 năm 10 năm thì cái lãi suất với lại cái um, um, cái tiền mà mình phải trả hàng tháng như thế nào, à, của gửi um, tất cả các cái thông tin uh, qua email uh, để hai vợ chồng có thời gian xem thêm. IV sẽ cập nhật thêm thông tin cho cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà đã ghé kênh ủng hộ IV. IV xin phép chào và hẹn gặp lại mọi người.